Tư duy cuối cùng mình muốn chia sẻ ở trong cái module này là rất nhiều bạn sợ đối mặt, không dám trực diện với thất bại. Các bạn à, để thành công chắc chắn là chúng ta có thất bại, bởi vì thất bại là một cái gia vị rất là tuyệt vời để giúp cho chúng ta thành công hơn nữa. Chả có ai thành công trên đời này mà họ không có thất bại hết. Tất cả những người thành công là họ thất bại rất là nhiều. Họ thất bại vô cùng nhiều nên mới giúp cho họ thành công. Vì sao thất bại là cái yếu tố tất yếu để chúng ta thành công? Bởi vì khi chúng ta mới ra khởi nghiệp thì một điều chắc chắn rằng chúng ta chưa giỏi về bán hàng. Những người khách hàng đầu tiên mà chúng ta đi gặp họ thì phần lớn là chúng ta thất bại. Chúng ta không có bán được hàng. Và chính những cái người khách hàng này họ từ chối đó, họ giúp cho chúng ta gì ạ? Họ giúp cho chúng ta rút kinh nghiệm giỏi hơn để những lần sau chúng ta bán hàng tốt hơn. Đó. Hoặc là những ngày đầu khi mà bạn có nhân viên vào, bạn tuyển những người nhân viên vào thì phần lớn á, là bạn không có thành công trong việc tuyển những bạn nhân viên những ngày đầu vào, bởi vì bạn không có kỹ năng đào tạo huấn luyện họ, bạn hoàn toàn không có kỹ năng làm sao để người nhân viên đó làm việc tối ưu hơn đó. Nên là chừng cuối cùng là những người nhân viên đó họ nghỉ và bạn cũng không có được lợi ích gì trong đó. Nhưng mà chính những cái người nhân viên đó họ ra đi đó, họ đang dạy cho bạn rằng cái bạn đã không đúng cái chỗ nào nha, bạn đã sai chỗ nào nè, nó làm cho bạn lớn lên. Vì thất bại là một cái gia vị rất là tuyệt vời trên cái hành trình thành công của chúng ta. Nếu mà cuộc đời mà cái ra là bạn cứ thành công không à, thì đâu có cái gì để bạn mà kể đâu. Nên mình có một cái kinh nghiệm, các bạn đừng có sợ thất bại mà bạn sẵn sàng đối diện với thất bại. Và mình có một cái kinh nghiệm chỗ này: chúng ta hãy chọn cái phương pháp thất bại thanh lịch. Các bạn dùng cái từ thanh lịch không ạ? Và chúng ta đừng có chọn cái phương pháp thất bại khổ đau. Mình nói ra hai cái từ là thanh lịch và khổ đau. Như thế nào là thất bại khổ đau? Thất bại khổ đau là cái thất bại nó lớn quá, nó gây ra hậu quả lớn quá, nó gây ra cái sự đau thương tan mát, mất mát nhiều quá, và sau đó bạn không có cơ hội để bạn bắt đầu lại, hoặc là bắt đầu lại nữa. Nó làm cho bạn sợ lắm, ấn tượng quá. Một trong những cái ok rất là tuyệt vời đó là chúng ta biết phương pháp thất bại thanh lịch. Cái đó là cái kinh nghiệm của cuộc đời mình. Thất bại thanh lịch là sao ạ? Cái thất bại đó chúng ta không thành công về nó thật, tuy nhiên nó không gây ra cái hậu quả lớn. Các bạn dùng ra điều này, nó không gây ra cái hậu quả lớn mà nó giúp cho chúng ta rất là nhiều bài học, sau đó chúng ta đứng lại, đứng dậy nó rất là dễ. Trong khởi nghiệp á, làm sao để chúng ta thất bại thanh lịch trong khởi nghiệp? Nghĩa là những ngày đầu ra khởi nghiệp á, mình nói nhỏ với các bạn này, những ngày đầu ra khởi nghiệp á, các bạn phải bắt đầu từ số tiền rất là nhỏ, để lỡ thất bại thì chúng ta mất mát ít thôi. Chuyện gì xảy ra khi mới ngày đầu chưa có kinh nghiệm mà ra khởi nghiệp với số tiền rất là bự, hoặc là có nhiều người cầm cả nhà đi ra khởi nghiệp luôn, thì các bạn lỡ nó thất bại thì các bạn thấy chuyện gì nó xảy ra không ạ? Nó rất là đau. Nên mình nói nhỏ cho các bạn, nhắc nhỏ các bạn một chút xíu nè. Để khởi nghiệp thất bại thành lập là bắt đầu nhỏ thôi, lúc nào cũng nhỏ thôi, rồi làm được thì chúng ta làm lớn hơn chút, làm được chúng ta làm lớn hơn chút. Các bạn cứ mỗi càng làm, các bạn càng có nghiệm, các bạn làm lớn hơn chút. Đừng bao giờ mà mới ra làm cái bụp bự liền á. Mình kể với bạn một cái câu chuyện này. Có một bạn ra khởi nghiệp, cái thời điểm ra khởi nghiệp trong túi bạn có 400 triệu cách đây 5 năm trước, nhiều lắm các bạn. Mình thấy bạn có nhiều tiền quá, mình nói từ từ, bình tĩnh, hãy ra mở cái cửa hàng nhỏ thôi. Nhưng mà bạn không có tin, bạn vẽ cho bạn một bức tranh rất là tuyệt vời. Bạn vẽ là, bạn nói là bạn phải mở một cửa hàng rất là lớn ở trên đường Phạm Văn Sĩ về thời trang, là trên đường Lê Văn Sĩ ở quận 3 các bạn, về thời trang, rồi về kinh doanh những hàng hiệu bạn vẽ, mà mình khuyên không có được. Bạn quyết định bạn ra, các bạn biết mặt bằng đồ này kia, ngày đầu ra nghiệp nó bay hết 200 triệu, rồi cái gì nữa, sau 3 năm rất là vui là bạn cũng kéo được tới 3 năm, và bạn tiêu tốn hết những đồng tiền cuối cùng. Sau đó bạn mới gặp cả mình và nói là em đang tiêu tốn những đồng tiền cuối cùng. Bởi vì qua 3 năm qua có lúc đủ, có lúc không đủ. Và các bạn biết hậu quả là gì không ạ? Bay hết 400 triệu, mất hết 3 năm trời. Và bây giờ bạn đi làm công lại rồi. Bạn rất là đau. Có một bạn khác, bạn ra kinh doanh giày, và bạn bắt đầu từ số vốn rất là nhỏ, bằng cách là lấy một số giày và
chuyên bán trên online, trên Facebook rồi thôi. À, thì sau một thời gian bạn bán xong, các bạn biết là cái hiệu quả thị trường tốt, khách hàng bắt đầu có thường xuyên, cái dòng tiền nó có thường xuyên, thì bạn mới mạnh dạn ra mở một cái cửa hàng nhỏ trên đường Quang Trung, Gò Vấp. Thì các bạn thấy là vừa giao offline, vừa giao online, khách hàng nào mà cần mua offline thì tới cái cửa hàng đó, và bạn làm sau một năm sau thì cái cửa hàng ở trên Gò Vấp nó càng ngày nó càng hoạt động hiệu quả ra, và lượng khách hàng rất là nhiều. Do cái online nên khách hàng hỏi rất là nhiều, nên là bạn mở thêm cái cửa hàng thứ hai là nằm trên đường Cách Mạng tháng 8 bây giờ đó. Cái cửa hàng thứ hai nó rất là bự, bạn đi từng bước vậy, và bây giờ bạn có cửa hàng ở ngoài Hà Nội luôn rồi các bạn. Chuyện gì xảy ra sau 3 năm, bạn thấy không? Có một bạn kêu là tiền rất là nhiều, tuy nhiên khi mà bạn bung tiền nó cứ bập một cái, và bạn không có đủ cái kinh nghiệm, chưa có đủ rút kinh nghiệm, rút kinh nghiệm là nó mất hết 400 triệu luôn á các bạn. Còn cái bạn này là bung tiền nhỏ và từng bước đi, sai gì bạn sửa đó để cho tới khi chúng ta làm lớn. Một trong những cái bí mật để chúng ta thành công đó là chúng ta hãy bắt đầu nhỏ và đi từ từ chỉnh sửa, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đào lớn. Hãy dám đối diện với thất bại. Khi các bạn biết cách thất bại thanh lịch thì cái thất bại nó rất là đơn giản. Như bản thân mình thấy thất bại nó là một cái gia vị rất là tuyệt vời trong cái cuộc đời. Tuy nhiên đừng bao giờ rớt vào thất bại khổ đau. Nó sẽ rất là đau khổ các bạn. Một trong những cái nguyên nhân lớn nhất mà gần đây Việt Nam chúng ta thống kê ra được, các bạn ơi, Việt Nam chúng ta thống kê ra được là 100 doanh nghiệp ra khởi nghiệp thì sau 2 năm người ta thống kê rằng là 80% doanh nghiệp thất bại. So với những cái nước ở trong khu vực của chúng ta là Indo và Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, thì Việt Nam của chúng ta cái tỷ lệ thất bại và cái tỷ lệ gọi là sợ thất bại là lớn nhất. Và một trong những cái nguyên nhân người ta cũng đo đếm ra được là cái nguyên nhân mà thất bại lớn nhất đó là nguyên nhân chúng ta thiếu hụt về kiến thức. Đó là cái nguyên nhân lớn nhất. Và khi các bạn thiếu hụt về kiến thức thì nó dẫn đến các bạn sợ thất bại. Khi các bạn mà chưa có kiến thức về lái xe, các bạn chưa có kinh nghiệm về lái xe, thì khi các bạn ngồi lên lái xe thì dĩ nhiên là các bạn sợ, tại các bạn chưa nhuyễn về lĩnh vực vật đó. Cái nguyên nhân lớn nhất là Việt Nam chúng ta thất bại nhiều là bởi vì chúng ta thiếu kiến thức. Cái nguyên nhân thứ hai đó là chúng ta thiếu kinh nghiệm. Thiếu kinh nghiệm. Các bạn lái xe mà các bạn thiếu kinh nghiệm thì các bạn sẽ rất là nguy hiểm. Làm cái toán mà chúng ta thiếu kinh nghiệm chúng ta cũng rất là nguy hiểm. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là chúng ta thiếu vốn. Cái thiếu vốn ở đây là nó cũng một trong những cái nguyên nhân là do cái năng lực kinh doanh của các bạn kém. Khi mà cái năng lực kinh doanh kém á thì các bạn biết cái vốn bao nhiêu cũng không có cho đủ đó. Còn mà chúng ta có năng lực kinh doanh tốt thì từ một đồng tiền nhỏ thôi chúng ta sẽ làm cho nó lớn lên. Còn có những người mà năng lực kinh doanh kém á thì họ phải cần cái cục tiền bự thì họ mới làm được. Nhưng mà có nhiều lúc đưa họ cục tiền bự thì họ làm mất. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa rồi các bạn nghe mình chia sẻ một số những cái tư duy mà nó hạn chế các bạn, nó không làm cho các bạn phải ngồi yên một chỗ mà các bạn không có dám bứt phá ra. Thì đây là những cái tư duy này, thứ nhất là nó rút từ cái kinh nghiệm trải nghiệm hơn 20 năm của mình. Thứ hai là mình quan sát và mình thấy được qua hàng ngàn những bạn học viên của mình trong những năm qua, họ mong muốn ra khởi nghiệp và nó có những cái rào cản này và nó làm cho họ đứng yên lại, họ không đứng lên được, họ không thoát ra được cái chỗ đó. Và cái điều này nó rất là ảnh hưởng, và khi mà có dịp mà gỡ được họ ra thì họ thoát ra rất là nhanh. Tuy nhiên đây chỉ là cả buổi hôm nay chỉ nói về một cái rào cản, là rào cản về tư duy thôi các bạn. Chúng ta còn ba rào cản nữa các bạn. Rào cản tiếp theo mình sẽ chia sẻ với bạn đó là rào cản về vật chất. Chị cảm ơn các bạn rất là nhiều.